được rút ra hay không. Chaturapat người đang nhập sân có lẽ là Kembi. Vừa có một chiếc thẻ vàng được trọng tài Ali Amula rút ra. Trận đấu đang trở nên rất nóng. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp vừa được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ vào thay người của Indonesia, đó là Fiesta. Hai chiếc thẻ đỏ và rất nhiều những thẻ vàng đã được trọng tài người cắt tỉa Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Amula rút ra ở trong trận bán kết đầu tiên của một bóng đá nam tại SEA Games 31. Những con số đó rồi cũng đang cho chúng ta thấy là chất căng thẳng, sự hấp dẫn và kịch tính của cặp đấu này là như thế nào. Rất kịch tính. Ba chiếc thẻ đỏ đã được trọng tài rút ra ở trong trận này, trong đó có hai chiếc thẻ đỏ tới với cầu thủ Indonesia, đó là Fiesta và Irianto. Là một cái kết không mong muốn với Indonesia. Như vậy là với việc vắng Irianto và Fiesta,